Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải một lần nữa anh em ơi. Ngày hôm nay thì Khải muốn giới thiệu cho anh em một tựa game trên nền tảng mobile. Và mấy chỗ này có tên đó là Quần Long Hội anh em ạ. Một trong những phiên bản VK, một trong những phiên bản VK, và mới vào game thì chúng ta sẽ được đẳng cấp 150 và sẽ được hỗ trợ một set hoàn kim môn phái. Sau đây là một set hoàn kim. Hoàn kim đây, hỗ trợ anh em set hoàn kim thì anh em thật kích vào phần lệnh bài tân thủ. Anh em kích cho phần bộ hoàn kim thì chúng ta sẽ có bốn bộ, đó là Nhu Tinh, Hiệp Cốt, An Bang và Định Quốc. Thì như Khả chơi bộ ăn ban nữa mà. Đó, cái này là free hoàn toàn nha, vĩnh viễn nha. Đó, free hoàn toàn. Một set đồng bằng Mad Option 20, 30 hoàn toàn Mad Option. Và kèm với những bộ đồ xanh Mad Option luôn nha em ơi. Phiên bản là việc bơ ca, vào cho việc lọc đồ và đi bơ ca và hoạt động và tìm những món kiểu môn phái thôi em ơi. Trang bị cho mình thêm mạnh hơn thôi. Và hiện tại khả năng mang cho mình đó là một nón thủ lý 25, chạm 40, sinh lục lực và chuyển hóa 15. Một áo phòng hộ 40, chạm 40, sinh lực, nội lực và phòng thủ lý 25 và chuyển hóa 15. Đó, đạn móc 80 chậm. Một đai lưng kháng hỏa 25, chống 40, sinh lực và chuyển hóa 15 tiếp tục. Đó, tiếp tục một bao tay cũng tương tự thì phải có 80 chón. Đó, cũng chuyển hóa luôn. Và một cây loài sáng đầu công 200, thời gian cũng động và sinh lực và chuyển hóa 15. Và một đôi giày tóc 40, kháng lôi và chuyển hóa 15. Thì Khải hiện tại trên set đồ này với 6 món đồ xanh mắt option này thì Khải được 90% chuyển hóa và một con mông tiêu nữa mà. Mông tiêu nha anh em, đây mông tiêu của bệnh viện luôn. Đó, ok chưa? Đó có được hỗ trợ mới vào game anh em ơi. Thì anh em chỉ việc vào đi bơ ca và hoạt động vào ban đi bơ ca thôi anh em ơi. Và bên cái chuỗi nhiệm vụ giả tổ bên này thì chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ nữa mà. Đầu tiên chúng ta thấy giả tổ này, câu cá này, đấu trường này, vượt ải này, boss sát thủ này, thi tặc này, tống kim, hoa đanh, vận tiêu. Hiện tại ở khu vực Bình Kinh, ở khu vực Bình Kinh thì rất là nhiều boss và chúng ta sẽ ra khu vực Bình Kinh tham gia boss đánh cho anh em xem. Và cũng như là Khải sẽ đi mở mấy rương cho anh em xem nha. Bình Kinh vừa rồi Khải có mua 5 cái rương giỏ đan nè, 5 rương hoàng kim phá giỏ đan ở khu vực bảo vật. Thì với cái rương này thì chúng ta mua 49 xu nè mà, 49 xu tương đương khoảng tầm 50.000 một rương anh em. Còn tiền dạng thì vừa rơi nha em, tiền dạng phiên bản nó vừa rơi, em kích hành trang là em kích cho cái phần sử dụng thanh phù này, chúng ta lấy sử dụng này, là tiền vàng thì sử dụng vừa rơi luôn, cứ một lần nhận tiền vàng thực 500 vạn nè, đó không được tiền vàng quá trời luôn nè, đây này 54 vạn này thấy chưa, tiền vàng này không thiếu, đồ đạc không thiếu, chỉ việc anh em online bơ ca và hoạt động và đi kiếm đồ hoàng kim thôi anh em ơi. Rồi xuống ngựa, bật auto lên cái, rồi cho nó quấn boss đại chơi anh em ơi, đó còn gì là Trung Linh Tú đó. Ok, trong thời gian đánh một đại thì chúng ta mở rương cho anh em xem. Tôi sẽ mở nếp rương cho anh em xem. Từ, bắt đầu đây. Tách nhiệt đồ đây. Tách nhiệt đồ để quân bot. Từ, không được. Tách nhiệt đồ tí lỡ mình ăn được mod sao không? Có được auto đứng này mày. Ok, mở rương nha. Ôi trời, anh em gì khui nè. Khui, một ngọc bòi đang nhạc. Tiếp tục khui. Một nhẫn nội lôi trí cặp phong. Nhẫn cặp phong, kỹ năng một cấp. Hàng sử dụng... hãng sử dụng hiện tại là nửa tháng đây mà, khá ok. Hãng sử dụng nửa tháng. Hãng sử dụng nửa tháng. Ok, hai món rồi. Hành trang tiếp tục. Thấy cái chuỗi nhiệm vụ đi. Sử dụng. Đai gì đây? Đai trấn bảo, đai lên nhạc. Ui, cái này tìm cả bộ lên nhạc hơi bị ngon luôn á. Đai lên nhạc, tiếp tục này. Ngọc bộ lên nhạc. Ngọc bộ cập phong. Một cái ngọc bội lên nhạc 2 cấp 3 cấp thiên địa yêu cực, ngon. Cái này chơi xét định quốc anh em à. Ui. Một nhẫn lên nhạc, ok, một nhẫn lên nhạc rồi, một nhẫn lên nhạc này. Nhạc. Có vẻ như vừa rồi Khải thui khối 5 món. Ô, với cái này thì Khải đi xét định quốc hơi bị ngon luôn anh em à. Ok, rồi Khải lấy xét định quốc anh em à. 3 cấp lên nhạc luôn anh em à. Hành trang sử dụng. Sử dụng này. Bộ hồn kim này, xét định quốc này. Khải sẽ lấy xét định quốc mắt option man vô anh em à. Nón này, mặt này, áo này, mặt này, đai này, mặt này, bao tay này, mặt này, giày này, thay trang bị định quốc nha anh. Trang bị định quốc, còn cái áo ở đâu rồi? Đây đây áo này. Những trang bị này thì nó hoàn toàn free nè mà. Ô, nếu mà thiếu sức mạnh nè. Ủa, đủ sức mạnh mà. Thả lấy cái nón này đây. Tháo. Ôi đông quá, nó dính rồi, nó dính cái đồ rồi, không tháo được. Từ khai à, khai chạy đi thành khác xem. Đồ dính từ lưa quá, đâm ra lại không thay được áo đường quốc luôn. Khai áo ra vô lại cái này mà. Vô lại game cái này mày, ngon á. Đập, ngọc bội lên nhập 3 cấp luôn nè mày. Nhập 3 cấp. Đó là mấy chủ Quần Long Hội nha Nam, vừa mới chính thức của mình vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 11 2024 thôi nha Nam. Đó, phiên bản bơ ca.
từ từ nó bị dính đầu tư. Tài khoản đang trong tình trạng y tá ai bị dính rồi, đợi tí nè ơi.